Sawasdee kha, xin chào, mình là Yukio. Chào mừng bạn đang quay trở lại với kênh Naredjaya Việt Nam Fanpage. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập, Yukio xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể các Naredjaya, những người đã luôn yêu quý và ủng hộ Naredjaya, cũng như là cùng đồng hành với Naredjaya Việt Nam Fanpage trong suốt hơn một năm vừa qua. Mặc dù sinh sau đẻ muộn, nhưng được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các bạn, mà chỉ với hơn 15 tháng hoạt động, Naredjaya Việt Nam Fanpage đã cán mốc hơn 4.200 lượt thích trang với tỷ lệ like và comment hết sức khả quan. Đó là một trong những lý do để cổ vũ, khích lệ và động viên tinh thần các thành viên trong ban biên tập, cũng như là shop team có nhiều động lực hơn nữa, không những trong việc nhanh chóng cung cấp những thông tin hình ảnh mới nhất về Naredjaya, mà còn hoàn thành sớm nhất các sản phẩm phụ trợ cho các bạn thưởng thức. Như mọi người đã biết, thì hiện tại fanpage có khá nhiều chương mục, và Yukio được phân công phụ trách một trong những chương mục đó là bản tin Voi Nail được phát sóng trên kênh YouTube của fanpage. Do vừa qua, Yukio bận khá nhiều công việc cá nhân cho nên việc làm tin tạm thời bị gián đoạn. Tuy nhiên, sau một thời gian nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các bạn, khiến Yukio cảm thấy rất vui mừng và quyết định nhanh chóng quay trở lại với công việc của mình. Và để đánh dấu cho sự trở lại lần này, Yukio muốn gửi đến cho các bạn một bài cảm nhận mà theo quan điểm cá nhân của Yukio là khá cảm động và sâu sắc. Bài cảm nhận này sau khi được đăng tải trên diễn đàn cũng như là trên fanpage fan club của Facebook thì đã nhận được rất nhiều ý kiến tích cực cũng như là sự quan tâm từ cộng đồng Naredjaya trong và ngoài nước suốt thời gian qua. Thực ra, đây chỉ là comment của một nam Naredjaya bình luận trên thread của ban tiếp với chủ đề là dường như có nhiều fan của Naredjaya, Antiyaya. Và để tìm hiểu lý do kỹ hơn vì sao bài cảm nhận này lại thu hút được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng cũng như là được đánh giá như vậy thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe và sau đó đi vào phân tích kỹ hơn các bạn nhé. Chúng ta là fan club, là những người hâm mộ và cũng chỉ là những người ngoài cuộc. Để tôi nói cho các bạn biết nhé. Nếu ai đã từng đi các buổi từ thiện cùng với em hay những sự kiện không được công khai cho mọi người, thực sự sẽ biết. Thực tế là không có những hồi ức nào mà fan club không thích cả hai em. Tôi là fan của Naredjaya nhưng vẫn thích Yaya vì em ấy đáng yêu và có tính cách tốt. Và tôi cũng muốn biết tại sao chúng ta lại đem ý nghĩ riêng của mình mà áp đặt lên người khác. Tại sao chúng ta lại muốn người khác phải có suy nghĩ giống chúng ta và nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta hay không? Tôi nghĩ Naredjaya không quan tâm về việc người khác nghĩ anh ấy như thế nào. Điều quan tâm nhất của Naredjaya là Yaya nghĩ như thế nào về anh ấy hơn. Họ đã quen biết nhau 6 năm và đối xử với nhau như bạn trai, bạn gái được 5 năm. Họ đã biết rõ lòng nhau. Tại một sự kiện nào đó tôi không thể nhớ, phóng viên đã hỏi rằng hiện giờ có phải hai bạn đang tìm hiểu nhau không? Em Yaya đã trả lời rằng hai người họ không cần phải tìm hiểu nhau nữa bởi vì họ đã biết rõ thói quen và tâm tính của nhau. Những điều này, ngay cả những người là bạn trai, bạn gái của nhau vẫn không dám nói như thế. Sự thật thì cả hai đã giúp đỡ nhau, chăm sóc nhau nhiều hơn tất cả những gì mà chúng ta được nhìn thấy. Tôi dám chắc chắn nói rằng tất cả sự lo lắng của fan club dành cho hai em vẫn còn kém xa sự lo lắng mà hai em dành cho nhau. Đôi khi tôi tự nghĩ mình đã để suy nghĩ cá nhân của mình quyết định quá nhiều và tôi cố nhìn theo hướng trung lập. Còn đối với nhóm fan không thích Yaya thì cũng có, bởi vì ngay cả đến Đức Phật còn có người không thích thì huống chi là một người bình thường như em ấy. Nhưng chúng ta hãy đợi xem sự phát triển của đôi này thì hơn. Tôi là người insan nên biết rõ rằng người đàn ông có tư tưởng cổ xưa thì luôn thích những người phụ nữ lịch sự, đoan trang. Có người con trai nào lại dẫn người con gái đi gặp họ hàng của mình?
có bao nhiêu người con trai lại dẫn người con gái đi làm từ thiện, cầu phước cùng nhau suốt như vậy? Có bao nhiêu người con trai luôn dọn đồ cho nhà sư mà có bàn tay của người con gái giúp nữa, nếu như người này không phải là người thân của họ? Tóm lại, tất cả những điều trên cho thấy gia đình Nadez rất xem trọng Gia Gia. Gia đình đã như thế này thì các bạn hãy thử nghĩ xem Nadez sẽ nghĩ như thế nào. Bài cảm nhận quả là sâu sắc phải không các bạn? Thực tình mà nói thì Yukio rất đồng tình với quan điểm đó là Nadez sẽ không quan tâm tới việc người khác nghĩ về anh ấy như thế nào, mà Nadez sẽ quan tâm tới việc là Gia Gia nghĩ thế nào về anh ấy hơn. Điều này được thể hiện rõ ràng trong show Ba Sáp hồi tháng 3 vừa rồi. Đó chính là khi phát hiện gấu váy của Gia quá cao, có khả năng bị lộ hàng, Nadez đã không ngần ngại để tay lên đùi che chắn và nhắc nhở cho em ấy, bất chấp trước rất nhiều máy quay cũng như là ánh mắt của người hâm mộ tại phim trường khi đó. Mặc dù biết rằng hành động này có khả năng gây ra rất nhiều luồng ý kiến tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến hình tượng của Na, nhưng Na vẫn quyết định làm như thế. Còn nữa, đó chính là trong kỳ nghỉ lễ Songkran vừa rồi, mặc dù không công khai, nhưng những hình ảnh của Gia cùng với Mepla và gia đình Nadez đi du lịch kết hợp với việc thăm họ hàng ở Nhật Bản được up trên IG và bị phát hiện đã phần nào tố giác mối quan hệ khá sâu sắc của họ. Một vài fan cho rằng Nadez đã dẫn Gia Gia về Nhật để ra mắt họ hàng bên nhà nội của anh ấy và rất hy vọng rằng sang năm có thể được nhìn thấy Nadez đón lễ Songkran cùng với gia đình Gia ở Na Uy. Tiếp theo, nói về việc dâng đồ cho nhà sư, mọi người có để ý là trong tất cả các lần đi thăm Moon cùng nhau, Nadez đều dâng lễ cho sư thầy mà có bàn tay giúp đỡ của em Gia Gia hay không? Điều này càng thể hiện rõ ràng hơn nữa chính là trong lần mừng nhà mới của Na, em già cũng làm mong việc đó mặc dù em ấy không phải là chủ nhà. Rồi già còn cùng với Na quy lại tiễn sư thầy ra xe mặc dù Mekel ngồi sát cạnh ở phía sau. Điều này khiến cho fan nghi ngờ rằng đó chính là ngôi nhà chung của cả hai người. Thêm một việc nữa, đó chính là trong một chương trình trên CH3, Pinum, đạo diễn của loạt phim Rising Sun đã kể lại rằng trong cảnh quay cuối cùng, Kiryu phải hôn Mayumi, Nadez đã hỏi anh ấy phải diễn xuất như thế nào. Và anh ấy đã trả lời rằng sao cũng được bởi vì máy quay sẽ ghi hình từ rất xa. Và cuối cùng là Nadez đã nói với anh ấy, như vậy thì hãy sử dụng góc quay đi, có nghĩa là trong phim sẽ không có bất kỳ một nụ hôn thật nào cả. Kết quả là sau khi chương trình được phát sóng thì rất nhiều các director đã ca thán trên các diễn đàn về sự bảo vệ và giữ gìn hình tượng của Gia đối với Na là quá, bởi vì hai người họ đều đã trưởng thành cả rồi, tại sao anh ấy lại còn phải giữ kẻ như thế? Tuy nhiên thì sau đó Gia Gia đã trả lời phỏng vấn trên TV với người hâm mộ rằng nếu mọi người thực sự muốn biết là có real kiếp thật hay không thì hãy cố gắng chờ đợi và xem đến tập cuối cùng của bộ phim nhé. Và các bạn ơi, mọi người nghĩ sao khi nhìn thấy cảnh này? Chứ Yukio thì tin chắc rằng đây 100% là real kiss thật đó nha. Bởi vì nếu như sử dụng góc quay thì chúng ta sẽ không thể nào nhìn thấy được cằm của bạn Na như thế này đâu. Các bạn ơi, không biết là mọi người sau khi nghe xong thì cảm thấy thế nào? Chứ bản thân Yukio là làm tin xong thì cảm thấy rất là hào hứng và phấn khởi nha. Mặc dù còn rất nhiều điều muốn chia sẻ nữa, tuy nhiên là thời lượng của bản tin sắp hết rồi. Cho nên là điều cuối cùng mà Yukio muốn nói với tất cả mọi người đó chính là mặc dù tất cả chúng ta đều đã xem xong bản việt sắp của bộ phim Rising Sun, tuy nhiên là sức tim của fanpage vẫn đang trong quá
quá trình sắp lại bộ phim này với một phong cách edit mới mẻ hơn, hấp dẫn hơn, cho nên là hy vọng rằng sau khi sản phẩm hoàn thành thì sẽ vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình nhất từ tất cả các bạn. Còn bây giờ thì Yukio phải nói lời chào tạm biệt với tất cả các bạn thôi. Chúc cho tất cả mọi người sẽ luôn vui, khỏe, thành công trong công việc lẫn cuộc sống. Và điều quan trọng nhất là cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì tất cả chúng ta vẫn sẽ giữ được một tinh thần Gia Đất Shipper không ngừng nghỉ và sẽ luôn ủng hộ nhiệt tình cho tất cả các dự án tiếp theo của Nadesh và Gia Gia các bạn nhé.